Chào các bạn đã đến video tiếp theo của mình nha. Thì hôm nay em sẽ lên hai cấu hình năm tắc vip cho anh em lựa chọn nha. Một cái cấu hình năm tắc vip hè này quá quen thuộc rồi nha anh em. Giờ sẽ review qua nha. Con bên đây là đi bình 14A và bát 50 từ 170 có số 5, nói chung là không từ thường nha. Nói chung em ráp cái cấu hình thường này, con này là 5,7 triệu. Đây là vip chép 450 chung 16 nha. Mạch 300W hết, nhưng mà tí nữa em sẽ thử hai bên đổi qua đổi lại cái mạch này cho anh em nghe thử nha. Con bên đây là 5 tắc column tháp nha anh em, loại tháp. Con này 50 đi từ kép. Từ kép nha. 50 từ 170 có số 5 đi từ kép nè. Từ kép. Con này sử dụng bình 20A. Con này sử dụng bình 20A. Hai chép, một chung. Con này tí có cái cây gai chống lên nữa nha. Hai chép một chung, hai chép 250 và một chung 16, nói chung có hình 300W, mạch 300W. Tí em lấy mạch steel đánh là mạch mono đánh luôn nha. Tí là để sẽ đổi qua đổi lại hai cái combo này cho anh em nghe thử cái nào chắc âm hay nha. Và lên sẵn một cái cấu hình lo. Con này là sách tay. Con này cấu hình sách tay nha anh em. Hai bát 16 co 38, nói chung cấu hình em có lên video rồi, anh em nào chưa coi thì cứ coi lại nha. Tí sẽ test hết ba cái mẫu này cho anh em nghe thử. Và anh em chọn cái cấu hình nào thì cứ liên hệ em nha. Nhưng mà lên sẵn luôn. Cấu hình là phân tầng em đấu vô hết rồi nha. Con này đi đấu vô hết rồi. Giờ tí nó sẽ ráp vô, ráp bình này lên, ráp bình này ráp lo vô rồi sẽ test cho anh em mấy cái mẫu này nha. Bình 20A, bình 40A, từ thừa, một từ và từ kép. Okay, giờ sẽ ráp vào và test cho anh em nghe nha. Ok, bây giờ sẽ test ba cái mẫu này nha. Tại chỉnh em coi đi vào đầy đủ rồi nha. Giờ sẽ test cái nhạc trước, sẽ test bít nha. Mỗi bài em sẽ ngắt một đoạn nha. Như nhau hết. Chỉ là ước mơ trong mỗi
cuộc đời. Đừng nên cố gắng tìm thấy nhau, đừng nên cố gắng cùng nỗi đau. Tình yêu có luôn từ tìm đến với ta trong đêm tối cô đơn. Lên lên bạn 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 buồn lên bạn. Ok em đã test một cái con loa kéo sách tay mini này nha, hàng có sẵn hết nha. Giờ em sẽ tiếp tục test con nắm sắc đơn 3 đường tiếng nha. Con này sẽ bỏ qua một bên nha.
có một người vẫn yêu một người, vẫn đợi chờ dẫu cho người ấy không về. Tháng ngày buồn ấp ủ kỷ niệm, hát một mình hát cho nỗi nhớ đồng đầy. Người ta cứ nói đừng quá yêu, người ta cứ nói đừng quá tin. Tình yêu sâu xa cũng chỉ là mơ trong mỗi cuộc đời. Đừng nên cố gắng tìm thấy nhau, đừng nên cố bước cùng mỗi đau. Tình yêu cứ lúc tự tìm đến với ta trong giấc mơ cô đơn.